bạn có nhớ mình không? Mình là Kênh Cùng Chơi Với Hoàng Gia Lê nè. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì làm tiếp theo nha. Hôm đó mình đã hứa là mình sẽ làm gì làm tiếp theo cho các bạn coi mà. Bây giờ mình sẽ làm nha. Mình có nhiều dụng cụ. Đầu tiên là một cái tô nè, một cái cốc đựng thìa nè, nước nữa nè, và một lọ keo và một lọ dung dịch rửa miệng và màu nước tất cả các loại và một khăn giấy và kính tuyến rồi kính tuyến ví dụ như là màu hồng nè rồi màu xanh nè, tiếp theo là màu xanh nè, ba màu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ keo. Các bạn nhớ bỏ càng nhiều nước càng nhẽo nha các bạn. Chúng ta sẽ nặn cái keo ra. Nặn mấy lọ keo ta. À chắc là mùi phải. Để mình cắm ra nè. Ya, đau lòng quá. Nhỏ ra đi. Để mình bọp lên nha các bạn. Bọp. Ôi lọ keo sắp hết rồi các bạn ơi. Wow, lọ keo hết rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bỏ nước nha. Một thìa nước, hai thìa, ba thìa, bốn thìa, năm thìa. Năm thìa đây các bạn. Lần đầu đó mình làm có 4 thìa thôi. Bây giờ sẽ tăng lên 5 thìa. Càng nhiều nước càng nhớ nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu khuấy. Khuấy đều lên để cho nó tiếp tục lại nha. Khuấy đều. Wow, nó sắp tiếp tục lại rồi. Bây giờ mình sẽ chọn màu xanh lá cây để chúng ta có thể là màu nơ xì lan nha. Cái này khó quá. Thôi, nhúng vào luôn đi. Nhúng vào. Thôi. Xin lỗi nha, mình mới ở. Đã mình ăn no quá. Thôi, khuấy tiếp. Khuấy đều lên. Chúng ta cũng khuấy đều nha. Sau đó chúng ta sẽ bỏ kim tuyến rồi bỏ dung dịch cho mình nha. Chúng ta khuấy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ màu hồng, kim tuyến màu hồng. Cái này sao cứng vậy? Cứng quá, sao cứng vậy? Nó có bóp nổi. Thôi, nhờ ba mình bóp thôi. Ba mình bóc được rồi kìa. Nhỏ vào một tít. Khuấy đều. Mình sẽ, trong này mình sẽ bỏ ba màu đó các bạn. Mình sẽ bỏ tiếp theo là màu vàng. Màu vàng với màu trắng. Chắc một chút. Quá đẹp luôn. Đừng thổi được đẹp. Wow, nó trộn màu lại rồi kìa các bạn ơi. Chuẩn bị đến lượt màu trắng. Lắc vô. Màu trắng cực đẹp luôn. Wow. Đẹp quá, mày thích màu trắng không? Thôi ít chạy. Bình thường á thì nó đầy lắm mà sao được ít vậy. Thôi mặc kệ. Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ green chơi miệng nha. Một giọt. Ui, nó tiếp tục là kìa rồi các bạn ơi. Hay chưa? Mình thích rửa vào nó ngay bây giờ. Ui da, mình bỏ nhanh quá, mình không đếm nổi rồi. Mấy rồi. Ừ.
rồi, y như bánh pizza vậy. Hỏi giờ biết ra có bọt. Ây da, quay quay đều, quay quay đều, quay quay đều. Wow, nó dính vào cái thìa rồi kìa. Thôi đổ tiếp thôi. Ồ, mình không đếm nổi. Vì tay mình bọt nhanh quá. Nó dính vào cái thìa luôn kìa, một phần. Thôi đẹp quá các bạn ơi, thật tuyệt vời. Nó bắt đầu đăng lại rồi các bạn kìa, hay kìa. Ồ rất. Một thì hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Quá nó tiếp tục lại rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nơi tay, mình sẽ bỏ nha các bạn. Thôi, đẹp quá đi. Wow, đẹp quá, đẹp. Thật là tuyệt vời. Wow, nó còn dính tay các bạn ơi. Đều mới vào là hơi dính đó. Nên các bạn nhớ cẩn thận nha. Các bạn nhớ bỏ vào tủ lạnh, nếu không nó sẽ đứt đó. Không bỏ vào tủ lạnh là không có được. Dạ, dạ, dạ. Đây mình sẽ chơi. Tặng cho người mình sẽ chơi. Wow, thật là tuyệt vời. Mình rất thích. Wow, hay chưa. Nó bằng cửa bàn tay của mình lên này. Mình sẽ giãn ra nha. Wow, kim tuyến đẹp cho các bạn. Đẹp quá, rất là đẹp. Thôi bỏ rồi vừa lại thôi. Hơi 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 hơi. Thôi video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký cùng cho ba bạn Zali để xem được nhiều video của mình làm xà lan và tắm phao và chơi búp bê hay hình lên nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, buồn ngủ baby.